Hải đang phát sinh chào bạn. Sau đây Hải đang phát sinh xin hướng dẫn các bạn sử dụng máy Daiwa Grapefruit 5000. Dòng này là dòng máy bay tuner nhé, giống dòng bay tuner của Shimano các bạn nhé. Chế độ bay này, ấn xuống là nó sẽ nhả cước. Nhả cước tùy theo các bạn chỉnh được nhé các bạn nhé, chỉnh cái chế độ nhả cước tốc độ nhanh chậm của lô này. Đấy, các bạn có thể chỉnh được thì chỉnh ở chỗ nào thì đây sẽ hướng dẫn Hải Đăng phát sinh nhé, hướng dẫn các bạn là chỉnh theo chiều letter và more. Các bạn thông cảm không đọc tiếng Anh không chuẩn. Theo hai chiều, một chiều này là nhả, một chiều này là vặn chặt vào, thì chiều này là chiều nhả này. Bạn cứ nhả này là thành nhả, nó sẽ nhả hết ra. Đấy. Nhả lỏng ra, lỏng. Đây là vẫn đang ở chế độ bay nhé, đang bấm đây là hướng dẫn các bạn là chỉnh chế độ bay đấy. Thì các bạn bom này, chỉ cần quay cái là nó tự đóng này, quay cái là đóng đấy, chỉ cần quay máy tự động. Thì các bạn lúc nào được cá các bạn bóp này thì nó sẽ nhả cước này nhanh, đấy gọi là nhả nhanh, chế độ xả cước nhanh. Thì bạn chế độ xả cước nhanh này các bạn điều chỉnh được đấy. Đây là nhả hết ra rồi, đây là nhả hết cỡ nhá. Nói tiếp, đây là chế độ nhả hết cỡ ra đấy. Còn vặn vòng sang đây, vòng sang bên này và nhả hết cỡ. Còn vặn vòng sang bên này là đóng chặt, vặn chặt chế độ xả quả lô cước. Nhả sang bên này là nới lỏng. Quay sang bên phải, đây bên phải thì là vặn chặt vào. Đấy, có hai cái chế độ, hai thao tác thế thôi. Hai thao tác đơn giản vậy thôi. Đây. Bạn câu tầm nào thì các bạn vặn này, nó vẫn đang hơi lỏng quá, hơi nhanh, xả hơi nhanh. Bây giờ vặn vào tí nữa, bây giờ cảm thấy vừa tay các bạn thì các bạn vẫn hơi lỏng, vừa tay các bạn dừng. Cái này nó không có chế độ, không có kiểu vặn chết như kiểu vào mô vặn trên này các bạn nhé. Bạn trên này thì là bạn chết được, nhưng mà trên ở dưới này thì không bạn chết được, nó không có chuyện của bạn chết như dòng máy này. Còn dòng Shimano thì có đấy, chỉnh nào vừa tầm cho tầm câu. Đó. Cứ chỉnh vừa tầm. Đây là vừa tầm mà đến như này là vừa tầm. Thì lúc nào đóng vào nhé, đóng vào. Ví dụ các bạn được cá đấy, đang cập đấy, được đóng đấy, được cá cái xả đấy, cái này nó sẽ lô này, nó sẽ nhả luôn, không phải mất thời gian vặn ở trên này nữa. Thường thường nó vặn ở trên này, nhưng bây giờ chế độ bay tuner thì xả cước nhanh thì các bạn dùng này. Dòng máy này thì bạn vẫn xả được ở cả ở lô trên này, nếu mà các bạn nới ra như này, mất thời gian nới. Đấy, nới ra đấy. Ví dụ các bạn câu tầm nào thì các bạn nới tầm đấy. Đấy. Nó có hai chế độ xả cước này. Cước nhanh chậm ở chỗ đấy. Câu máy này thì rất nhàn, được hàng thì thôi rồi, nhàn không thì các bạn lúc nào cũng đang ở chế độ đóng. Cái này là bạn vặn chết để đóng hàng, đóng lúc giật thì không phải cầm cước nữa. Bạn nào không quen cầm cước thì dùng máy này thì ok, cầm cước vào giật thì thoải mái, tay không phải khư khư, nó phải cầm dây cước. Dòng máy này thì là nó sẽ
bỏ được cái ưu điểm đánh cầm cước. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn sử dụng máy Bytuner. Dòng Bytuner Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.